Nhắc đến mùa giải đầy ấn tượng này của Manchester City, đa phần nhiều người sẽ nhớ về những cái tên nổi bật như Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Gundogan hay Rodri. Tuy nhiên vẫn còn đó một chiến binh thầm lặng, góp phần không nhỏ vào thành công của The Citizen, và đó là Ruben Dias. Trung vệ người Bồ Đào Nha cập bến sân Etihad từ Benfica vào mùa giải 2020-2021, Man City đã phải bỏ ra tới 79 triệu đô để có được sự phục vụ của Dias. Đó là kỷ lục chuyển nhượng của Man City đối với một hậu vệ. Và cầu thủ này lập tức cho thấy những gì mà anh mang lại hoàn toàn đúng với giá trị của bản thân. Ngoài việc đem đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Man City, Ruben Dias với những phẩm chất hàng đầu bản thân mình đã nhanh chóng thích nghi với phong cách bóng đá đặc biệt của Pep Guardiola. Rất nhiều tân binh đắt giá của Man City dưới thời Guardiola trước Dias đã phải vật lộn vất vả để đáp ứng những yêu cầu kỹ chiến thuật cực cao từ chiến lược gia người Tây Ban Nha như Riyad Mahrez, Emerick Laporte hay Jack Kelis. Ở mùa đầu tiên trong màu áo nửa xanh thành Manchester, người ta thấy một Dias liên tục hô hào, chỉ đạo các đối tác phòng ngự của mình, và điều đó góp phần giúp Man City trở thành đội bóng có hàng phòng ngự mạnh nhất Premier League mùa giải năm ấy. Bản thân cầu thủ sinh năm 1997 cũng được Hiệp hội Nhà báo Thể thao Anh bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm. Sự hiện diện của Ruben Dias trở thành chỗ dựa động lực cho những đồng đội chơi bên cạnh. Với Dias đá cặp John Stones từ chỗ người thừa đã có một mùa giải ấn tượng kể từ khi gia nhập Etihad. Với Dias đáng tin cậy phía sau, Joao Cancelo có bước đột phá trong vai trò một hậu vệ cánh khi thường xuyên bó vào trung lộ và chơi như một tiền vệ. Zinchenko và Rory là những cái tên hưởng lợi khác nhờ chất lượng phòng ngự và khả năng lãnh đạo của hậu vệ người Bồ Đào Nha. Không phải cầu thủ nào của Man City cũng được coi là thủ lĩnh phù hợp với khuôn mẫu Vincent Kompany trước đó. Nhưng giờ đây, thường xuyên hét lên với các đồng đội và lấp đầy khoảng trống giữa họ và hàng tiền vệ, kêu gọi đường truyền, thường xuyên sửa chữa sai lầm của các đồng đội để lại là những thứ mà Dias không ngại làm để giúp đồng đội chơi tốt hơn. Anh trông giống như một đội trưởng của Man City trong tương lai khi Fernandinho ra đi và Kevin De Bruyne vắng mặt. Nhưng khả năng nói chuyện giao tiếp của Dias không phải tự nhiên mà tốt. Rui Vitoria, huấn luyện viên của Dias tại Benfica chia sẻ về cậu học trò cũ. Ruben có thói quen nói chuyện với tất cả đồng đội, cậu ấy luôn đưa ra chỉ dẫn. Song chúng tôi đã phải cải thiện khả năng giao tiếp của cậu ấy. Chúng tôi không muốn cậu ấy nói quá nhiều với tiền đạo cánh hay tiền đạo cắm của đội mình, bởi trong một sân vận động đông khán giả, điều đó không có tác dụng gì. Cậu ấy cần tập trung chú ý vào khu vực của mình ở trên sân, nói chuyện với các đồng đội thi đấu gần cậu ấy hơn. Tất cả đều nhằm mục đích giúp cậu ấy không mất tập trung, sa đà vào việc nói quá nhiều. Chúng tôi đã phải trao đổi với cậu ấy về điều đó. Chính vì vậy, khả năng giao tiếp của cậu ấy thể hiện ở thời điểm hiện tại không khiến tôi ngạc nhiên, vì tôi hiểu cậu ấy mà. Thời điểm ấy, Ruben Dias được so sánh với Van Dijk bởi những tác động lớn mà anh lập tức đem lại sau khi chuyển đến đội bóng của mình. Van Dijk chỉ mới có 4 tháng sau khi đến Anfield để giúp đội bóng lọt vào chung kết Champions League mùa 2017-2018. Anh tiếp tục là trụ cột không thể thay thế của Liverpool ở các chức vô địch Champions League 2018-2019 và Premier League 2019-2020. Trong hai mùa giải đó, không ai có thể phủ nhận Van Dijk là trung vệ xuất sắc nhất thế giới với những màn trình diễn đỉnh cao của anh. Vào giai đoạn đó, có cảm giác rằng không một cầu thủ tấn công nào có thể vượt qua được trung vệ Hà Lan trong các cuộc đấu 1-1. Sau một mùa giải bùng nổ, những tưởng Dias sẽ tiếp tục duy trì phong độ rực sáng này và giúp Man City gặt hái thành công trên nhiều đấu trường, thì chấn thương bất ngờ ập đến và hành hạ trung vệ người Bồ. Với những tố chất đã được thể hiện trước đó, Ruben Dias đã được Pep Guardiola cất nhắc vào ban cán sự của đội. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, lần đầu tiên Dias được đeo băng đội trưởng của Man City. Anh có một pha kiến tạo cho Jack Kelis trong chiến thắng 6-3 trên sân nhà trước RB Leipzig. Vào ngày 1 tháng 12, Dias đã mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Man City trước Aston Villa. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên từ ngoài vòng cấm trong sự nghiệp của mình. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, huấn luyện viên Pep Guardiola thông báo rằng Dias đã bị chấn thương gần khuèo. Chấn thương đầu tiên của anh trong 5 năm khiến anh bỏ lỡ 2 tháng của mùa giải, bao gồm trận Derby Manchester thứ 2 trong mùa giải, trận lượt về của Manchester City, trận đấu thuộc vòng 1/8 của Champions League của họ với Sporting Lisbon và trận đấu loại trực tiếp của Bồ Đào Nha cho FIFA World Cup 2022. Dias trở lại sau chấn thương vào ngày 20 tháng 4, thay thế Nathan Ake ở phút 46 trong chiến thắng 3-0 trước Brighton. Vào ngày 7 tháng 5, Dias dính chấn thương gần khuèo khác trong trận đấu với Newcastle và anh phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải. Đây quả thực là một năm khó khăn dành cho trung vệ người Bồ. Đáng ra mùa giải này phải là thời điểm không thể hoàn hảo hơn để Dias tiến bộ, vươn tầm và trở thành nhân tố trụ cột của đội bóng, thì anh lại gặp phải một chấn thương. Thậm chí quãng thời gian mới quay trở lại sân cỏ, Ruben Dias chưa thể ngay lập tức lấy lại phong độ và thường xuyên mắc những sai lầm không đáng có. Quãng thời gian này bắt đầu có những hoài nghi về bản hợp đồng đắt giá của Pep Guardiola khi nhiều người cho rằng trung vệ người Bồ bắt đầu bộc lộ những điểm yếu và trở nên dễ bị bắt bài tại EPL.
Tuy nhiên, theo thời gian, Diaz đã tự mình chứng minh đẳng cấp của bản thân. Anh lấy lại phong độ và trở thành mảnh ghép không thể thiếu ở phòng ngự của Man City. Ở mùa giải thứ 3 chơi cho nửa xanh thành Manchester, Diaz tiếp tục trở thành chỗ dựa đáng tin cậy. Ngoài chuyên môn tốt, Diaz còn tố chất thủ lĩnh. Điều này liên tục được anh thể hiện trên sân. Trước Bayern thì người hâm mộ của trung vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên la hét, động viên và nhắc nhở đồng đội. Nhiều thông tin cho rằng Diaz đã sớm trở thành thủ lĩnh trong phòng thay đồ của The Citizen. Thậm chí, The Athletic tiết lộ Diaz thường xuyên để lại những màu giấy trên tủ đồ các đồng đội với thông điệp thường là lời nhắn nhủ rằng luôn có những điều tích cực trong bất kỳ một hoàn cảnh tồi tệ nào. Một phẩm chất tự nhiên chỉ xuất hiện ở những cầu thủ có tố chất lãnh đạo. Tháng 5 năm 2021, khi được hỏi làm thế nào, Diaz lại sớm thể hiện từ tiếng nói trở thành thủ lĩnh nhanh đến vậy. Pep Guardiola nói, câu lạc bộ không trao cho cầu thủ vai trò thủ lĩnh. Nó đến từ bên trong, theo cách tự nhiên. Diaz luôn chịu trách nhiệm với mọi thứ, dù trong hoàn cảnh nào. Trước trận chung kết UEFA Champions League vô cùng quan trọng với Inter Milan, Ruben Diaz đã tự tin khẳng định không phải Inter, mà chính Man City mới là ông vua phòng ngự ở đấu trường châu Âu. Anh chia sẻ, cách phòng ngự của chúng tôi là rất đặc biệt, mà ít đội bóng nào có thể áp dụng được, tôi chắc chắn như vậy. Inter Milan có hàng phòng ngự chắc chắn khi họ mới chỉ để thủng lưới một trận trong 6 trận tại vòng loại trực tiếp. Đó là một thành tích đáng nể. Nhưng chúng tôi lại là đội để thủng lưới ít nhất. Và điều quan trọng để giành chiến thắng thì họ cần phải ghi bàn. Tuy nhiên, để có thể ghi bàn vào lưới Ederson thì đó không phải là việc dễ dàng. Tôi nghĩ họ cũng hiểu điều đó. Rõ ràng là Diaz thừa hiểu nếu Inter Milan muốn ghi bàn vào lưới Ederson thì họ phải vượt qua điều gì. Chẳng phải đó chính là anh hay sao? Câu nói của trung vệ sinh năm 1997 cho thấy sự tự tin cao độ của bản thân rằng hàng công của Inter sẽ có một ngày hoạt động thiếu hiệu quả khi phải đối đầu với anh. Diaz là một trung vệ gần như hoàn hảo, anh có một chiều cao tốt, cơ thể rắn giỏi và tư duy chơi bóng tỉnh táo, có thể chơi bóng dài, bóng ngắn, tranh chấp tay đôi, phán đoán. Sự điềm tĩnh của trung vệ người Bồ Đào Nha đang thực sự truyền sức mạnh tới những đồng đội xung quanh, giúp họ an tâm hơn khi chơi bóng. Chúng ta từng thấy Virgil van Dijk thay đổi bộ mặt phòng ngự của Liverpool. Tầm ảnh hưởng của Ruben Diaz tại The Citizen cũng tương tự. Diaz cũng sẵn sàng lao vào các cuộc tranh chấp tay đôi và thường xuyên giành chiến thắng, nhưng luôn biết khi nào nên hay không nên tham gia, cũng như việc phán đoán chính xác để xử lý các cuộc phản công hay lựa chọn những đường truyền phù hợp khi xây dựng lối chơi. Đó là vì Diaz rất giỏi đọc trận đấu và nhận thức vị trí xuất sắc. Với Pep Guardiola, trước kia ông có Carles Puyol, Philipp Lahm và Kompany là chỉ huy ở hàng phòng ngự. Nhìn rộng ra đó coi là những thủ lĩnh của cả đội bóng. Mỗi người một vẻ, mỗi người một phong cách nhưng tựu chung lại, họ đều là những người có chuyên môn giỏi không cần phải bàn cãi. Có thể khiến các đồng đội xung quanh phải lắng nghe và không kém phần quan trọng là trở thành một tấm gương thực thụ. Diaz đang là thủ lĩnh hàng phòng ngự Man City và hoàn toàn có thể là thủ lĩnh của cả đội trong tương lai. Trung vệ người Bồ Đào Nha mới 26 tuổi, anh còn cả chặng đường dài phía trước trong sự nghiệp. Cầu thủ sinh năm 1997 càng lúc càng cho thấy bản thân tiến bộ và chín chắn hơn rất nhiều so với những mùa giải đã qua. Với cú ăn ba vĩ đại cùng một tương lai tràn đầy hy vọng, có lẽ The Citizen đã tìm được người thừa kế xứng đáng của thủ lĩnh huyền thoại Vincent Kompany.